Đây là phía trước này là đang bán đồ ăn sáng, bán nước nha. Dạ. Chị nói cho em đi. Ở đây là nói chung gần công ty bãi sắt rồi chứ trạm xi măng, trạm bê tông rồi, nó gần cao tốc kế bên luôn. Sáng bán đồ cho công nhân ăn đông lắm luôn. Chị Chiều đi bán bán chị. không, buổi chiều chị mệt chứ mình nên chị làm không nổi. Rồi tranh thủ là bán buổi sáng 3 giờ gửi thức nấu là tới bán 7 rưỡi là hết đồ đó. Cà phê, thuốc, đồ này nọ, các thứ là quán ăn. Vị nghe chia sẻ rất là thật tình, có cái người họ đang thuê ở đây nha. Ở sau đây là có tới 7 căn nhà trọ đang cho thuê. Một dãy trọ đang ngục ngân hàng mặt tiền đường Hưng Long Quy Đức thuộc Bình Chánh quý vị nha. Đất thổ cư toàn bộ luôn. Ngang năm dài 35 m. Ngang năm dài 35 và hướng đông. Sổ hồng riêng, ngân hàng hỗ trợ full luôn 100% nha. Ngân hàng hỗ trợ toàn bộ luôn quý vị ạ. Hiếm có một cái lô đất nào, nhà nào mà ngân hàng hỗ trợ như vậy. Ngân hàng hỗ trợ hết luôn cái giá luôn quý vị nha. Đó, sau đây quý vị cùng theo dõi với Huy. Và đây là một cái lô đất, một cái dãy nhà trọ tuyệt vời, 7 căn nhà trọ quý vị nha, đang cho thuê full luôn. 1 triệu rưỡi một phòng và tổng cộng là thu nhập là cả cái nhà đằng trước nữa là hơn 15 triệu một tháng quý vị nha. Và đang bán với giá rất là rẻ, bằng định giá của ngân hàng luôn. Ngân hàng cho vay hết luôn quý vị nha. Hãy theo dõi hết video giùm mình. Đây là dãy trọ 7 căn của chúng ta nha quý vị nha. Dãy trọ là 7 căn đó quý vị. 7 căn và có một căn mặt tiền nữa. Là tổng cộng là 8 luôn. Và đường này là đường Hưng Long Quy Đức, Quy Đức Hưng Long thuộc xã Quy Đức của Bình Chánh nha, thành phố Hồ Chí Minh. Và từ chỗ này đi ra cầu Ông Thịnh khoảng một cây số quý vị ạ. Và ra quốc lộ 50 cầu Ông Thịnh khoảng một cây số và về quận 8, quận 7 khoảng tầm 10 phút đi xe quý vị nha, theo trục đường quốc lộ 50. Và sau này chúng ta sẽ có một cái trục đường cao tốc đến Lức Long Thành nữa, di chuyển về đâu cũng rất là thuận tiện quý vị nha. Đó, đây là cái dãy trọ người ta đang kinh doanh luôn. Và hiện tại chưa trừ lộ giới thì nhà là ngang năm dài 35 quý vị ạ. Ngang năm dài 35. Đó. Đất thổ cư nha quý vị nha. Đằng trước là thổ vườn, đằng trước là vườn. Đó, cái phần trừ lộ giới là đất vườn rồi. Và đây người ta đã xây hoàn công 7 căn nhà trọ đó quý vị nha. 7 căn nhà trọ rất là tuyệt vời luôn quý vị. Hướng đông, ngang năm dài 35, đang kinh doanh toàn bộ luôn, đang cho thuê hết luôn. Đây là phía trước này là đang bán đồ ăn sáng, bán nước nha. Dạ. Chị nói cho em đi. Ở đây là nói chung gần công ty bãi sắt rồi chứ trạm xi măng, trạm bê tông rồi, nó gần cao tốc kế bên luôn. Sáng bán đồ cho công nhân ăn đông lắm luôn. Chị Chiều bán bán chị. Không, buổi chiều chị mệt chứ mình nên chị làm không nổi. Rồi tranh thủ là bán buổi sáng 3 giờ gửi thức nấu là tới bán 7 rưỡi là hết đồ đó. Cà phê, thuốc, đồ này nọ, các thứ là quán ăn. Ở đây kinh doanh tốt nha chị hả? Ở đây tốt em. Em cảm ơn. Ở đây chị cũng thuê người ta chị bán này, chị nói rồi vậy đó. Chị đang thuê. Chị cũng đang thuê người ta chị bán. Dạ, em cảm ơn. Rồi, đó quý vị nghe chia sẻ rất là thật tình, có cái người họ đang thuê ở đây nha. Đường trước nhà này, đường thông, đường nhựa luôn và thuộc Bình Chánh nha. Ở sau đây là có tới 7 căn nhà trọ đang cho thuê full hết luôn rồi, cho thuê toàn bộ luôn. 7 căn nhà trọ đang cho thuê và ở đây thì nói chung là tỷ lệ lấp đầy là 100%. Đó, tỷ lệ lấp đầy không có phòng trống luôn quý vị. Ngang năm dài 35 hướng đông nha. Và sau khi trừ lộ giới là còn 80 mét đất thổ cư. Và nhà này đã hoàn công rồi quý vị ạ. Và ngân hàng cho vay tới 100%. 7 căn nhà trọ phía sau này quý vị nha. Đó, có đường luồn. 7 căn nhà trọ đã hoàn công. Rất tuyệt vời luôn quý vị. Nhà đã hoàn công là tới đây là hết này. Còn đây là view nhìn từ trong này, nhìn ra ngoài này. Rất dài luôn quý vị ạ. 7 căn nhà trọ đã hoàn công hết rồi. Và giá bán chủ đang bán là 3 tỷ 3 nha. Ngân hàng định giá 3 tỷ 3. Ngân hàng định giá 3 tỷ 3 và chủ cũng bán 3 tỷ 3 luôn bằng giá ngân hàng. Hiếm có một cái nhà nào, đất nào mà chủ bán bằng định giá của ngân hàng hết quý vị nha. Đây, phòng trọ của chúng ta đây. Gồm một trệt này, một nhà vệ sinh này. Ở trên có một gác lửng để làm phòng ngủ nha. Đó. Phòng này cũng đang được cho thuê luôn rồi. Đây, mấy phòng này là có người ở hết rồi. Đó, tất cả là có phòng ở hết rồi nha. Nhà mặt tiền quý vị nha. Nhà mặt tiền mà ngân hàng cho vay đầy đủ hết luôn.
không phải bỏ đồng nào luôn. Nè, buôn bán kinh doanh này. Hoặc tiền nha, thuộc Hưng Long Bình Chánh nha, không phải Long An nha. Đây xưởng giày nha các bạn, đối diện là xưởng giày này. Xã Quy Đức, Hưng Long Bình Chánh. Đối diện là xưởng may giày. Đây nhà của chúng ta đây. Đó, rất là tuyệt vời chưa? Xã chỉ có 3 tỷ 3 thôi, ngân hàng cho vay hết luôn. Nếu quý vị muốn nhận được những thông tin nhà giá rẻ như vậy sắp tới, xin hãy đăng ký kênh, follow Huy để nhận được những thông tin nhà mới nhất nha. Đó, những căn nhà sổ sách đàng hoàng này và ngân hàng cho vay hết luôn. À, thuộc Bình Chánh nha. Thuộc Bình Chánh nha, xã Quy Đức Bình Chánh. À, quý vị hãy đăng ký kênh giúp Huy, đăng ký kênh chia sẻ để có thể mình không mua nhưng mà có thể bạn bè mình biết đâu là có tiền mua nha. Và tương lai mình sẽ tìm được những căn nhà ưng ý phù hợp với túi tiền của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây, đường từ nhà ra khu dân cư nữa quý vị nha. Đường này là mặt tiền đây. Từ nhà mình ra cầu Thịnh đúng một cây số rồi quý vị nha. Đấy, dân cư xung quanh này quý vị nha. Dân cư xung quanh đông đúc, hai bên buôn bán tấp nập luôn quý vị nha. Đó, từ nhà mình ra cầu Thịnh này. Hai bên đều buôn bán tấp nập luôn. Và đường này là đường Quy Đức Hưng Long quý vị nha, thuộc Bình Chánh. Xã Quy Đức Bình Chánh quý vị nha. Đây, dân cư xung quanh này rất là đông luôn. Dân cư xung quanh cực kỳ đông. Đó, buôn bán kinh doanh tấp nập luôn. Mua nhà này không bao giờ lỗ thì nha, ngân hàng cho vay full luôn rồi. Đó. Đi một xíu là ra cầu Thịnh quốc lộ 50 rồi. Đó, quý vị thấy không? Đó. Đây là hai bên đường của cái nhà này nha. Đây, trước mặt chúng ta là cầu Thịnh rồi. Cầu Thịnh đây quý vị nha. Cầu Thịnh này về quận 8 rồi về quận 7 này, Nguyễn Văn Linh đều rất gần này. Đây là ngay chỗ khua giữa cầu Thịnh và cái đường của mình. Đó, đây là cầu Thịnh. Đây là quốc lộ 50 cầu Thịnh. Cầu Thịnh này về các cái quận đều rất gần luôn. Về quận 8, quận 7 đều rất gần quý vị. Đó, quý vị có thể trước mặt chúng ta là cầu Thịnh này. Đó, cầu Thịnh này tấp nập xe cộ luôn. Xe cộ đi lại tấp nập quý vị nha. Rồi quý vị không mua căn này thì mua căn nào nữa quý vị nha. Đấy, dân cư xung quanh đông đúc. Ngay quốc lộ 50 đi vào, đường trước nhà đường mặt tiền luôn. Hãy đăng ký kênh để theo dõi những bất động sản sắp tới cùng Huy nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị thường thấy là trên mạng người ta đăng nhà có mấy trăm triệu mà sổ hồng riêng, thì điều đó quý vị nghĩ là có thật hay không? Đa phần quý vị đã bị lừa rồi quý vị ạ. Căn nhà mấy trăm triệu mà sổ hồng riêng là không bao giờ có nha. Cái thứ hai là nhà ở Bình Chánh là không bao giờ có mấy trăm triệu nha, chỉ có bên Long An mới có mấy trăm triệu. Và nhà là sổ chung vi bằng quý vị nha, không bao giờ có sổ riêng. Quý vị nghĩ đi, một căn nhà người ta xây hết bao nhiêu tiền rồi? Ví dụ một căn nhà ngang 5:20, quý vị lấy cái giá thành xây dựng hiện tại là 5 triệu một mét đi, quý vị nhân lên khoảng tầm 70 mét vuông là bao nhiêu rồi? Căn nhà 5x20 thì sẽ chừa trước chừa sau, còn lại diện tích sàn khoảng 70 m², 75 là 350 rồi. 350 quý vị nhân lên 2 sàn là 700 triệu ở cái nhà. Đó, 700 triệu là chưa xây được cái căn nhà ngang 5x20 đẹp như vậy đâu quý vị nha. Căn nhà này xây hết khoảng tầm 800 triệu. Đó, mà quý vị nghĩ đi, người ta rao bán với giá là 250, 350, chỉ cần đặt cọc 100 triệu hoặc là chỉ cần 150 là dọn nhà vô, chắc chắn là không có đâu quý vị nha. Quý vị tưởng là bị nhầm và khiến cho quý vị, nhiều quý vị sẽ ảo tưởng về giá. Đó, quý vị hãy biết cái giá trị xây nhà một căn nhà như vậy 5x20 là 700 triệu rồi, cộng tiền đất hiện tại với giá đất là khoảng một lô đất 5x20 ít nhất là khoảng 1,5 tỷ quý vị ạ. Cộng lên với 700 triệu là khoảng hơn 2 tỷ rồi, nên là không có cái căn nhà nào mà giá rẻ khoảng mấy trăm triệu mà chúng ta có được một căn nhà ngang 5x20 đâu quý vị. 300 triệu không mua được, 500 triệu không mua được, 1 tỷ không bao giờ mua được một căn nhà ngang 5x20 quý vị nhé. Nếu mà như vậy người ta báo giá 1 tỷ hay là 200-300 triệu, người ta chỉ báo giá, một là giá chúng ta đặt cọc trước thôi, hai là cái giá mà chúng ta trả trước, sau đó chúng ta vay ngân hàng thưa quý vị nha, không bao giờ có giá gọi là rẻ. À, nhiều quý vị nhầm lẫn, ồ chỗ kênh này nó đang rẻ lắm, ngang 5x20, giá có mấy trăm triệu thôi, nhưng thực ra không phải đâu quý vị nha, giá mấy trăm triệu chỉ là 10% hoặc là bao nhiêu phần trăm của căn nhà đó thôi. Quý vị nghĩ đi, tính toán một xây dựng một căn nhà, nếu quý vị chưa xây nhà thì quý vị sẽ hình dung quý vị xem, tiền xây dựng hoàn thiện cơ bản là khoảng 5-6 triệu một mét, bây giờ mình tính 5 triệu một mét là thấp nhất đi. Nhân với cái diện tích sàn, ví dụ 5x20 mình chừa trước 3 m, chừa sau 2 m là còn 15. Là 5 x 15 là 75 m², mình tính là 70 m² thôi. Nhân với 5 triệu một cái sàn ở dưới này là 70 m² là 5,735, 350 cộng với một cái sàn ở trên nữa. 5,735, 350 là 700. Đó, là cái diện tích mà xây dựng
giá thành xây dựng là 700 triệu cho một căn nhà rồi. Thì làm gì có giá là mấy trăm triệu mà chúng ta có cái căn nhà 5 × 20 được. Đó. Thế là quý vị hãy biết tính toán. Còn là tiền đất này nha. Tiền đất là một lô đất hiện tại với giá là khoảng 1 tỷ rưỡi đến 1 tỷ 8 tùy nơi, cho diện tích là ngang 5×20 xe hơi vào tới được. Đó. Diện tích rẻ nhất cũng khoảng 1 tỷ rưỡi rồi. Cộng với cái tiền xây dựng khoảng 700 nữa là khoảng 2 tỷ 2 rồi. Không có bao giờ có cái nhà giá mấy trăm triệu mà có nhà 5×20 sổ riêng đâu. Còn quý vị thấy là mấy căn nhà nhỏ xinh xinh dưới 1 tỷ hiện tại chỉ là vi bằng sổ chung thôi, không có sổ riêng đâu quý vị nha. Dưới 1 tỷ là không có sổ riêng. Đó. Quý vị hãy tìm đi, dưới 1 tỷ không bao giờ có sổ riêng. Và toàn bộ dưới 1 tỷ là hầu như là bên Long An hết. Riêng bên Huy có 1-2 căn là bên Bình Chánh, là giá khoảng 500 mấy là rẻ nhất rồi, ngay chợ Bình Chánh luôn. 530 triệu là rẻ nhất rồi, ngay chợ Bình Chánh luôn, thuộc địa phận Bình Chánh. Còn lại trên mạng bây giờ đa phần rao là bên Long An hết nha. Và nếu quý vị này thấy clip này hay, hãy chia sẻ cho Huy. Nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông tin trung thực nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.